đi không? Đẩy 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 đi đi đẩy đi đi. Đâm đi à? À đâm được rồi, đâm rồi. Ôi. Ôi. Đâu hả? Hả? Đi ngã rồi. Nha. Đi 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 đi. Đi ơi. Đi 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 đi. Đi. Đi ơi. Nôn nan tí ra cho chuẩn. Đẩy con đi đi. Làm gì khóc rồi chị? Thôi đừng khóc nữa. Giờ có chồng đi cùng là nuôi lo cho con rồi. Hai vợ chồng cố gắng làm nuôi con nha. Hey, mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đang có mặt tại Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Thì như lần trước mình đã quay và chia sẻ giới thiệu đến tất cả các bạn về người phụ nữ bị ngáo đá các bạn, ôm con, mang ra đường, nhảy múa, tùm lum tùm la hết các bạn. Thì hôm nay mình đang có mặt tại ngôi nhà của chị đó ở các bạn. Đây chính là cái ngôi nhà của chị ấy đang ở các bạn. Chị ấy thì nghe hàng xóm nói là chị đi đâu nhặt được cái gì thì chị cũng mang về chất đầy nhà luôn các bạn. Đây này, trứng rồi là đủ thứ luôn các bạn. Thì chị chất đầy ở đây luôn các bạn. Cho nên là hôm nay là mọi người đã đưa bé về nhà và nhờ mọi người chăm sóc, cũng như chị đã về nhà rồi. Và cái lần trước là mình gặp chị là mãi bên Bình Tân các bạn, nhưng mà nhà chị là bên quận Tân Phú. Thì phía sau đây chính là căn nhà của chị này các bạn. Các bạn nhìn thấy thì chất đủ thứ luôn các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy này. Đây, chị chất là đủ mọi loại luôn, không còn thiếu cái thứ gì mà chị không chất trong nhà nữa các bạn. Chú ơi, chú ơi, cho con hỏi thăm tí được không? Cho hỏi thăm tí được không? Đây này các bạn, mình tính hỏi thăm một người nào đó ở trong cái xóm này cho mọi người coi. Đây, chị chất này, chị kiếm đủ thứ về. Có thông tin của một số người nói là chị này bị ngáo khoảng 12 năm nay rồi các bạn. Đây chính là căn nhà. Quay nữa hả? Anh ơi, cho em hỏi thăm là chị này là nhà của chị luôn hả anh? Nhà đâu, mướn nhà ở đây chứ. Ủa, căn nhà này là chị mướn. Căn nhà này hả? Dạ. Mướn bên kia. Căn nhà này là của... Không, cái này là đồ đạc chắc ngoài không anh? Không, không phải là nhà đây nha. Mướn nhà trọ bên đây nè. Mướn nhà trọ bên bển. À. Mướn nhà trọ bên bển. Bị chủ nhà đuổi đi rồi. À. Chủ nhà đuổi đi rồi. Dạ. Xong mới ra đây, bà ở đây nè. Mày tin bố chuyện ở đây. Dạ. Nhưng đây mà đây, em... nhưng mà cái nhà này không phải là của chị á. Không phải của chị luôn. Mướn ở đâu. Về đây mướn ở đây là biết bao nhiêu căn nhà rồi. Dạ. Đến đây này kia. Dạ. Nhưng mà chị chắc vậy là bên khu vực bên công an không nói gì vậy? Không có nói gì hết á. Tại chị bị theo như anh thì chị bị cái gì anh? Giống mà ngáo ngáo vậy á. Có phải là bị ngáo đá không anh? Đúng rồi. À. Ngáo ngáo đá. Em có biết có một số người gọi điện cho em nói là chị này ngáo khoảng mười mấy năm nay rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, đúng rồi, đúng. Dạ. Vậy là đây là chị cứ tới đây chị bày binh bố trận thôi chứ không phải là nhà của chị á. Không có nhà luôn. Dạ dạ. Ở đây em hút, ở đây em hút biết bao nhiêu lần rồi đó. À. Nói chung là người dân ở đây đã hốt bao nhiêu lần hỗ trợ rồi, nhưng mà chị cứ đi đâu về là chị nhặt được cái gì là chị bươi bỏ vào. Đó, nguyên đống cây đồ cối rồi về đó anh thấy không? Dạ, dạ. Mấy nãy kia nè đó, dạ. Tùm lum hết đó. Vậy là chị ngủ ở đây luôn à? Đó, ngủ đó đó. Dạ. Rồi cho em hỏi là các đứa con của chị ấy là chị lúc mà sinh ra là chị nuôi là chị cũng ở đây luôn à? Không, ở nhà trọ, trong nhà trọ. Dạ, dạ. Em có thể ghi hình anh được không? Chết luôn. Nói chuyện thôi, nói chuyện bình thường thôi. Là cho em hỏi là cái chị ấy có chồng có con gì không ạ? Có chồng. Đúng rồi. Là chồng chị làm nghề gì cơ? Cũng đi lụm phế liệu đồ, gom dây chai, lụm dây chai đồ nè. À. Là chị ở đây được khoảng bao nhiêu năm anh nhỉ? Lâu rồi. Tao bỏ rồi hả? Chồng. Biết bao nhiêu lâu rồi. Dạ. Biết bao nhiêu đời chồng rồi á. Dạ. Đó. Vậy là cứ ăn rồi bắt đầu là bày binh bố trận ra vậy. Đây là cả đây thế này các bạn. Đó. Quá trời luôn. Đó, bày binh bố trận rồi ra tùm lum lắm. Dạ dạ. Là anh ấy là cho em hỏi là chị ấy là có mấy người con anh? Tổng cộng hai đứa. Hai đứa, một đứa lớn bao nhiêu tuổi ạ? Đứa lớn không có gành, đứa lớn thì không có thấy luôn. Dạ. Giờ thấy mấy đứa, thấy đứa nhỏ này mới đẻ dạ. Ra ở đây nè. Đó, anh có thấy cái thông tin mà chị bế con rồi chị nhảy ngoài đường không? Có chứ. Đi tùm lum nhảy tùm lum á. Sinh là 4 tháng nay là như vậy luôn à? Đúng rồi. Dạ. 4 tháng nay cứ bế con đi vòng vòng vậy. Đúng rồi. Và chị có người thân ở đây không ta? Không. Giờ không biết người thân nó ai, không biết nhà ở đâu nữa. À. Đó. Vậy là mấy tháng nay là cứ nhảy nhót ngoài đường vậy, bế con đi vậy, tê tội quá. Bế con nhảy nhót rồi có khi nói tiếng này tiếng kia tùm lum á. Dạ dạ dạ.
Vậy là chị ở sống ở đây là chị không được bình tĩnh từ xưa này đúng không? Đúng rồi. Đóng cương. Đó, anh nhìn thấy không? Đóng cây, đóng này, kia đó, lụm về, nó bỏ đây tùm lum á, thứ gì cũng lụm về dạ, được. Dạ. Quá trời luôn này. Đó. Cái nhà chỗ này không phải là nhà của chị á, nhưng mà chị đi nhặt về là chị cứ chất đầy ở cái ngoài đường này. Đó. Chủ nhà đây không nói gì hả trời? Chủ nhà này đi rồi. À, không có ở đây. Giống là nhà này là người ta cho mướn. Dạ. Mướn thì rồi xong người ta trả nhà xong giờ chủ nhà để phí vậy luôn chứ yeah, yeah. Làm lại. Dạ dạ dạ. Đó. Vậy là từ cái hôm mà chị ở đây là chị có phá làng phá xóm gì không anh? Không có phá ai hết á. Dạ. Yeah. Nhưng mà nói không được không? Nói không được. Dạ. Yeah. Có đi được. Tùm lum nhảy múa tùm lum á. Dạ. Yeah. Bây giờ phải có cách nào đưa đứa con về nhà nhờ ai nuôi chứ bây giờ mà để cho chị bế đi đường cũng nguy hiểm. Bữa đưa về mà ta ẩm đi nữa hả ta? Không, hình như đang bên nhà trọ bên đây nè, để em chạy qua bên đó tí. Bữa đó em dọn hết nguyên một đống luôn á. Đưa tiền mày mà, 100.000 mà. Em dọn hết nguyên đống luôn, em giống là em hỗ trợ bà con nào đưa. Cái này nói chung là đưa cũng chả ai dọn nữa cơ. Nói thiệt, ai nhiệt tình lắm mới dọn thôi. Giống là em nói là bà con nào đưa tôi 100.000 uống nước thì tôi dọn sạch sẽ. Dạ, dạ. Nói đó. Chung là chị bày cũng dữ ha. Bài quá. Gì? Này là bớt rồi đó anh. Dạ dạ. Hỏi chị này coi bớt rồi đó. Dạ. Nguyên một đống luôn á. Vậy là bữa trước là chất cao lắm đúng không? Đúng rồi, bớt rồi đó. Là tối chị ngủ ở đó luôn được. Đó, ngủ trong vách tường đó đó. À đây này, tối là chị ngủ ở đây nè các bạn. Có nghĩa là chị sẽ ngủ ở trong cái góc này. Đây có nệm có đồ này, rồi bắt đầu chị đi nhặt được đủ thứ này. Những cái chai lọ thôi mày thấy có cả gọi là tất cả những cái gì mà chị nhặt được là chị mang vào đây chị để và chị dùng. Mà chị này thông tin mình được biết là chị này là chị bị ngáo lâu lắm rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi vô xem lại đứa bé và cũng như con của chị ấy nha. Xe này của nó nè. Ờ cái xe này là hôm bữa là chị đẩy này. Ừ xe này nè. Dạ đúng rồi cái xe này này. Hôm bữa đứa bỏ con lên đây. Đúng rồi. Mà em gặp là bỏ đứa nhỏ lên trên cái xe này xong đẩy đi ngoài đường á. Rồi lắm lúc là bế đứa nhỏ bỏ ra giữa đường xong nhảy. Đẩy đi đó. Dạ dạ. Dạ dạ đúng rồi. Sao bé đi đâu thế này? Dạ dạ. Hôm nay lại đổi chỗ. Có nghĩa là chị đẩy từ đây mà qua tít bên tên lửa bên kia. Đấy hả? Dạ, hôm bữa con gặp ở bên tên lửa. Cái đứa nhỏ. Dạ. Cái đứa nhỏ. Trời mưa gió ở nửa đường giữa đường vậy đó. Dạ. Vậy là vậy. Cô cho nói là 4 tháng nay là chị cứ đẩy con đi vậy. Đây, dạ. Hôm bữa là con gặp ở trên tên lửa trên kia kìa. Dạ dạ. Đi xa lắm. Dạ dạ. Nó mà lên cơn thì nó thả con nó vô cái xe rồi nó nhảy. À. Nhảy. Dạ dạ, vậy là cô ở đây cô cũng biết đúng không? Kiểu có người nhập á. Không phải, lần là bị ngáo đá. Dạ. Bởi vì có người thân của chị có nói cho em biết rồi. Dạ. Dạ. À, để mình chạy qua bên chỗ chị ở rồi xem như thế nào nha các bạn. Sáng đi rồi hả? Nhưng mà đứa con thì đâu? Bé con đi. Bé con đi luôn hả? À. Lại để xe về đây để bé con đi rồi. Vậy là bé con đi rồi. Trời ơi, không có ai giữ con dù mà ra. Không. Giờ bắt con chị có khi nào chị lên cơn không? Trời ơi. Để đứa nhỏ tay đưa về nhà trọ nhờ người coi chứ bây giờ mà để. Nay nó không có tiền thì nó đón về người ta không trông nữa, phải có tiền người ta mới trông chứ. Để con sang con trả tiền cho người ta nhờ người ta trông giùm chứ bây giờ mà. Ở đây này, ở chỗ này. Dạ. Trông cho nhưng dạ. Mà nó không có tiền thì người ta nó lại đón về nó đem đi. Thôi dạ dạ. Mình nó ngoài đường thì được. Dạ dạ dạ. Con cảm ơn cô nha. Cứ cho cái nhà mở thì cứ trông cái đứa cho giùm đi, tiền tôi trả. Dạ. Khỏi đi lang thang. Dạ dạ. Nếu vậy để con sang con làm việc với bên chủ nhà bên đó con trả tiền cho bên đấy coi giùm. Dạ dạ. Dạ dạ để con coi bên đó. Thôi lại bé con đi rồi đúng không? Như các bạn nhìn thấy thì đứa bé nhìn cực kỳ dễ thương luôn các bạn. Mà trong khi đó thì chị lại sáng nay chị lại bé con đi đâu mất rồi ấy. Sáng nay bé con đi rồi có nhà không? Dạ không anh, bé con đi rồi. Bé con đi rồi. Giờ làm sao để tìm mà đưa đứa bé về chứ hôm trước đã đưa về nhà rồi. Thì nhờ người hàng xóm nó coi rồi thì tối hôm qua là cái người chồng đó thì cũng có nghe người chồng tới đây hả thì tối ngày qua thì em cũng qua đây nè thì à. Người chồng tới thì cũng quyết là gặp cái mà chị mà đang nuôi giữ đứa bé đó à. Thì quyết là phải lấy đứa bé về nuôi ừ. Rồi khóc nhiều cũng dữ lắm à. Rồi cái chị kia chị cũng không có muốn đưa lại thì à. Sợ rằng là cái người phụ nữ ngốc đá thì không thể nào mà nuôi con được rồi à. Còn cái người chồng á à. Thì nếu mà có thương vợ thì trước đó đâu có bỏ vợ đi mà 9-10 ngày à. Và cũng như cái người chồng này biết á à. Trên mạng thì thấy những cái bài đăng tải thì
cũng như là có một cái chị mà nuôi cái đứa bé anh. Thì chị nói là cái người chồng này cũng thấy là có mạnh thường quân ủng hộ nên là cái người này dòng người chồng này qua khóc trước mướn vậy thôi chứ nếu mà có thương. Vậy là có nghĩa là chồng giờ đang ở đây luôn đúng không? Chồng là ở chỗ khác là hôm qua ở đây. Thì cái người chồng thì nói là bây giờ là cỡ nào cũng phải là đưa đứa nhỏ nuôi vợ con mình không thể nào bỏ được đứng ngay cái vị trí khu này luôn. Thế vậy bây giờ mình sang bên đó để mình hỏi xem cái số điện thoại của người chồng đâu, mình gọi người chồng về rồi sau đó mình sẽ liên hệ làm sao để đưa chị đấy về đây rồi bắt đầu làm sao để có cách để đưa nuôi đứa bé cho người khác nuôi đứa bé chứ chị bé đi lang thang về nguy hiểm. Thì tối qua là em nghe cái người chồng nói là sẽ mướn vậy mới tối hôm qua thôi nhưng mà bây giờ đã thay đổi rồi. Giờ là không thấy đâu đó là đúng không? Thì tối qua quyết định là đem đứa bé về luôn đó rồi mướn phòng trọ ở rồi. Nhưng mà sáng nay là qua là bây giờ là chị lại bế đứa nhỏ đi rồi. Bây giờ mình sang bên đấy mình tìm hiểu nguyên nhân vì sao mà chị bế đứa nhỏ đi. Sáng nay bế đứa nhỏ đi vậy là cái người chồng không đem về. Đúng rồi đúng rồi. Vậy là cái người chồng hôm qua. Sáng nay mình nghe hàng xóm nói là chị sáng nay chị lại bế đứa nhỏ đi rồi. Ồ. Đi bây giờ mình đi sang bên đấy mình tìm hiểu xem cái người mà hôm qua bế đứa nhỏ đó. Con này là khu nhà trọ của chị ấy ở này các bạn. Không nào ta. Ôi, em ở phòng của chị nuôi đứa bé còn là quên anh quên. Ta. Hôm nay luôn hả? Dạ. Ủa sáng nay là chị đi mất rồi em. Dạ, dọn đi lâu rồi, ban ngày. Ủa nhưng mà tối qua có đứa nhỏ ở đây đúng không? Dạ, ở cái phòng, bỏ cái phòng này tới cái phòng đó. À rồi, cảm ơn em. Ủa chị cho em hỏi là sáng nay chị bế con đi đâu mất rồi chị? Dạ hồi anh bé, anh bế bé hồi tối đi rồi. Anh của bé đó hả? Dạ, ba nó. Ba nó hả? Mà như ba nó vô thì ba nó không có bế. Rồi ba nó ra kêu mẹ nó vô bế. Bế đi rồi chỉ vô đây chỉ bế bé rồi đi hồi trong đêm luôn. Đi rồi trong hồi đêm. Sáng này có quay lại đây nè, có mấy anh cũng youtuber cũng lại quay thì sáng này nữa. À, có vậy là sáng nay là chị có về đây? Dạ đúng rồi. Bây giờ là có nghĩa là hai vợ chồng bế con đi hay là riêng một mình chị? Vô. Anh không vô. Anh không vô bế em. À vậy là chị. Chừng chị vô chị bế ra gọc hồi là YouTuber quay lạnh là chị ơi. Chị cho em hỏi là chị ở đây chị biết chị này lâu chưa? Dạ lâu rồi, hai chị em ở đây cũng mấy bao cũng năm nay rồi. Là chị biết cái chị mà bế con đấy là cái chị bế con chị mướn cái phòng kế bên đây nè. Dạ. Chị về đây là đầu mùa dịch. Dạ. Thì tới giờ chắc cũng khoảng 4 tháng, 3-4 tháng gì đó. Là chị rồi. Sinh bé được mấy tháng rồi ta? Em bé thì dưới 4 tháng à, chưa tới 4 tháng được rồi. Ở đây nè mà nhưng chủ nhà trọ không có cho thuê nữa. À, rồi, là bữa đi hả? Dạ, đúng rồi. Theo như chị là chị ấy là bị thần kinh hay là bị ngáo ngáo đá? Cái đó thì mình cũng không có biết được. Tại vì nhiều khi là nếu như người ta dòm biết thì nó chỉ có thể là bị dựa. Bị dựa một phần là bên kia một phần nữa thì mình không có nắm chắc cái tình hình thì mình không có dám chắc chắn mình nói chỉ như vậy được. Tại theo em ấy thì có người là gọi điện cho em là có nghĩa là cái bạn cùng phòng của cái chị đó ngày xưa. Dạ. Là có nói là chị này là ngáo nhưng mà kiểu mười mấy năm rồi. Cái đó thì em không biết tại vì chị mới về đây được khoảng 4 tháng 2 thôi. Chị thấy ví dụ như thế là chị đó chị có người thân ở gần đây không hay là chỉ có hai vợ chồng? Chị thì chỉ có chồng chị thôi. Dạ. Chứ ngoài ra đây chị không có người thân với ai. Bây giờ có cách nào để làm sao mà tách được đứa bé ra khỏi chị đó nhỉ? Nếu tách ra thì giờ mình không có quyền. Đúng rồi. Tại vì mình không phải là cha mẹ. Còn ba chị nó nữa mà. Tại vì ba nó thì ba ruột thì mình đâu có quyền. Thì theo chị cho em hỏi là ba nó như ba của bé đó thì có bình thường không hay là ba thì bình thường. Mà tại sao không nuôi? Tại sao không nuôi con đó? Chị có số liên lạc của người cha không? Dạ không. Ở đây thì em không có qua lại nha. Dạ. Tại thấy bé thấy thương quá thì thấy xót thì mình giữ bé thôi. Chứ dạ, mình cũng không có qua thế lại. Là nói chung là này. Hàng xóm ở đây những người xung quanh đây là toàn ví dụ thấy thương quá là đến chăm sóc bé. Dạ đúng rồi. Dạ. Và chị cứ bế con đi lang thang đó. Dạ đúng rồi. Là đi từ đêm hôm qua giờ là chưa về luôn. Đi hồi tối hôm qua. Sáng nay về đây. Hồi sáng có về sớm đó. Dạ dạ dạ. Bây giờ hình như đi nữa rồi. Vậy là phòng chị với phòng bên này là giống kiểu là chỉ là hàng xóm thôi đúng không? Dạ đúng. Dạ. Thế tội có đứa nhỏ. Đứa bé nhỏ nó sinh được mấy tháng gì nhỉ? Khoảng là dưới 4 tháng. Dưới 4 tháng. 4 tháng. Em hôm trước em hỏi chị ấy là chị cũng nói là 4 tháng. Dạ. Cái hôm mà chị ném đồ ném đạc á. Chị nhớ cái đợt mà dạ rồi. Chị đi đâu là chị ném tùm lum tùm lá, chị đập cả xe người ta luôn mà. Dạ dạ. Dạ. Hôm đó là em đang chia sẻ về cái chị đó thì ví dụ như tự nhiên có hai ba người mà nhìn có vẻ giống kiểu là cô hồn á. Tới giống kiểu là bắt nạt bọn em á. Em sợ, em tưởng là chị này có bảo kê. Đó em cũng sợ cho nên em cũng bỏ em đi luôn. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ dạ dạ. Dạ.
anh ơi, sao mình cũng không để cho bé ở phòng mà cứ đợi đi lung tinh vậy? Thì đó, bé tính chở nó đi coi phòng mướn nè. Anh đang đi kiếm phòng cho chị hả? Giờ bé đi đâu vậy? Hắn nó đi tội đâu ạ? Mẹ từ sáng rồi tối ngày chưa rồi nó có trời nè. Đấy, bây giờ kêu nó đi, em kêu nó ở nhà đi. Mình em muốn phòng mình cho nó. Mình tí đi kiếm phòng ở đâu anh? Dạ mấy bên trên Bình Long á anh. À Bình Long hả? Ô ha, giờ này nhỏ nắng chứ mẹ bảo nhỏ đi. Anh đậu xe ngồi ở đó với chị luôn đi anh. Chia sẻ với. Chị có biết là mình có đứa con dễ thương quá trời không? Mà sao cứ dẫn đi lung tung vậy? Không sợ hả? Đó em đi đâu có 4 tháng tuổi thôi. Để cho người ta nuôi con nuôi đi, nhận làm con nuôi đi. Không bây giờ mày mướn kiểu này. Cho bà liễu đi. Cũng không ai mà có chở dầu có đủ. Em giữ nó hả? Tối qua nay chị đi đâu vậy? Đêm mà qua ngủ ở đâu? Đang ngủ không ngủ được. Anh ngồi cái bên chị. Hôm qua hả? Hôm qua ngủ khách sạn. À tối qua hai vợ chồng ngủ khách sạn à? Ngồi đi anh. Còn mà đứa nữa đâu anh? Đứa nữa em đang làm giấy lệnh nó về nó ở trên cái gì? Cây da xà 1 á. À cây da xà. Tỉnh Long 10 công an giữ nó đây 4 tháng rưỡi rồi. Ủa sao lại bị giữ anh? Lúc mà ê, bà ngồi bển cho nó ngủ sao ẩm hai đứa con đứa nhỏ đứa lớn đi lên trên tỉnh Long 10 xong rồi. Lúc đó em ẩm ẩm nhỏ về. Ẩm vô máy ẩm chút nha. Để cho nó ẩm xuống đi. Má không được nó qua nằm. Qua đó ngồi luôn cái con chạy quay mày đắt. Công an mấy gì? Công an bây giờ luôn á, xong kêu em làm tờ giấy gì. Cho tổ trưởng với trên phường chứng rồi mới trả lại. À. Mà lúc đó đang dịch lúc đó đâu đi được đâu. Rồi xong bây giờ muốn chứng là bây giờ em chưa có hộ khẩu em đâu chứng được đâu. Bởi vì em không có dây đó ai mong lên là ông không công an không có trả. Giả sử như bây giờ có người mà xin con của anh về nuôi anh có chịu không? Hay là anh tự nuôi luôn? Không, em tự nuôi. Tự nuôi luôn hả? Dạ, chứ em con đứa con tuổi này không người Đi bộ đi anh, đi bộ đi. Đi bộ với đứa đi bộ. Đi đi. Đi bộ với bác anh đi. Đi. Đâu? Đi. Dẫn xe đi. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Muốn man rồi. Chị đi đâu? Đi đây đâu? Muốn man rồi. Thôi muốn man rồi. Muốn man rồi. Đi bộ đi. Đứng ngoài. Bây giờ là mấy giờ chưa? Qua đây em hỏi thăm tí. Đây là chồng của chị này các bạn. Đây là chồng của hai vợ chồng. Giờ anh tính chở chị đi đâu vậy? Đi kiếm nhà trọ hả? Dạ. Có tiền chưa? Em có, anh em cũng được. Cần nhiều chưa? À, có nghĩa là anh mượn tiền xong bắt đầu là có gì anh đi kiếm tiền hả? Giờ anh tính mướn ở đâu? Em tính mướn ở trên Bình Long luôn. Bình Long hả? Nếu mà đi được thì em qua đấy em xem, nếu được em giúp cho vài tháng tiền nhà. Không biết nó chịu đi không, bây giờ em không biết nó. À. Nó cứ lên cơn ngoài em không hiểu làm sao. Là ba? Là ba anh là bị làm sao? Theo em nghĩ nó là bị là em. Em hả? Ừ, tại lúc trước ở nhà trọ bên kia là coi bói á, xong nó xúc phạm người ta đó. À. Chỉ sợ vậy thôi, chứ lúc trước đâu có bị gì đâu. Xong từ ngày muốn nhà trọ đó xong tới bây giờ bỏ đi vậy. Có hay mướn nhà trọ xong là bỏ đi hả? Ủa bây giờ mình đi đâu anh Hùng? Em cũng không biết nữa. Mướn đất nhà chưa chị? Mướn đất nhà chưa?
lấy tiền mướn nhà không? Mệt rồi, mua bánh ăn rồi này. Bé từ sáng giờ nó ăn gì chưa? Kêu anh dừng xe anh bóp ăn luôn. Ngồi lên luôn. Sáng giờ chưa ăn cơm hả? Anh ngồi đây đi, sáng giờ hai vợ chồng ăn cơm chưa? Sáng cho anh, bé uống sữa chưa? À, cho bé uống sữa chưa? Cho rồi anh. Cho rồi hả? Em ngồi xuống đi. Đói kiểu đói sao? Rồi sáng giờ mình có cho bé uống sữa. Có uống mấy cữ rồi anh. Đi kiếm phòng trọ mà ở chứ cứ đi đằng thang là thang ngoài đường nha. Nói vậy em cũng ngon không? Ngon chị. Anh Hùng, vậy là giờ anh tính là anh theo vợ con là đi nuôi vợ nuôi con luôn đúng không? Đừng để chị đi ra đường đấy nha. Khi nào mà cưới được nhà trọ đi bọn em giúp tiền nhà cho. Nha. Từ hôm qua này đi chưa đi kiếm được chỗ nào hả? Ba có chịu đi đâu. À không chịu đi hả? Ở khách sạn tốn tiền lắm. Em biết. Chị bị vậy lâu chưa anh? 5 tháng rồi. 5 tháng rồi hả? Ủa sao em nghe chị nói là cháy nhà là câu chuyện như thế nào anh hả? Đâu rồi, ừ nói nhẹ mà cái trạng đâu nó bị ra về lắm gì nóng lắm, chịu không nổi sao không nói gì hoài em cũng hiểu. Chỉ là thần mặt trời á, đúng không? Giờ đứa bé giờ cứ đi lang thang cùng mẹ về tội này. Đưa con cho chồng ngắm đi. Có chồng đẹp trai này, con đẹp gái này thấy không? Đây. Không vô. Đi. Đưa chồng ấm con đi. Là anh lau cho chị luôn. Đúng rồi. Ừ, sợ tình cảm. Khẩu trang là đeo vô luôn đi. Đổi khẩu trang hoài, nói hoài không nghe. Đeo luôn. Đi. Nhà là đó. Cưng gọi là cưng quá đúng không? Cưng quá. Cưng con lắm á, cũng biết đấy. Đứa con lớn nhà anh bao nhiêu tuổi rồi anh? 3 tuổi. Mấy? 3 tuổi. 3 tuổi mà sao bị bắt? Ẩm nhỏ cho ai mang ra xe tải luôn. À, có nghĩa là ẩm con đi ra đường sao bắt đầu là bị công an người ta đưa vào ấy luôn hả? Tại con em thấy nguy hiểm quá sợ mới giữ nó lại. À, có nghĩa là đưa vào rồi nuôi dưỡng trẻ em hả? Bây giờ thì em rồi nhận lợ thì công an rồi đưa, nếu mà nó không có khả năng thì cho vô cái gì á. Ý là không có khả năng thì đưa người ta nuôi. Dạ. Còn nếu có khả năng thì mang về nuôi. Dạ. Theo anh thì anh có khả năng không? Bây giờ không có khả năng em cũng vịnh mình lấy về nuôi đúng. Anh hiện tại giờ làm nghề gì anh? Em bây giờ hả? Em thì sự thật là lúc trước em là nấu ăn, nấu nhà ăn anh. À đầu bếp đúng không? Mà bả lúc gần đẻ xong mà nói thôi anh đi ai có em này nọ. Thôi anh nghỉ đi. À. Anh xin nghỉ về xin lỡ rồi anh ta không chịu. À. Bây giờ có một bạn ra mới xin vô bệnh viện thống nhất xây làm gì xây dựng á. À. Em vô phụ tháng một ngày 400 ngàn. Rồi em đi làm mấy ngày thấy ba nhẹ thôi em không đi nữa. Vậy bây giờ anh tốt nhất là kiếm cái phòng trọ đi, xong bắt đầu là ví dụ như thế là mọi người giúp cho vài tháng tiền nhà trọ, rồi bắt đầu hai vợ chồng đi làm kiếm tiền ăn. Dạ. Nhưng mà chị như vậy thì khi nào mới tỉnh đây? Em bây giờ một em đưa bạn vô gì á. Thời gian quá, chia thể ba vậy đâu được. Dạ. Quan trọng là bây giờ là anh phải giữ đứa nhỏ thay cho dạ. Chị này. Anh đi chị đi đâu là anh phải đi theo đó. Để cho ví dụ như có đứa có anh bế đứa con. Chứ anh mà để chị bế con ra đường là lóc may xe cộ nó tông là nguy hiểm lắm. Anh phải đi theo nha. Rồi kiếm được nhà trọ làm sao tí nữa em xin số điện thoại có gì liên lạc được em hỗ trợ cho vài tháng tiền nhà nha. Vậy là tối bữa nay là hai vợ chồng cứ ra khách sạn ngủ hả? Dạ.
em mà muốn đi mướn nhà trọ chứ không muốn ngủ khách sạn. À, nhưng mà chị là đi vào khách sạn. Là đêm hôm qua là hai vợ chồng ngủ khách sạn luôn. Dạ. Yeah. Ở nhà trọ nó ổn định, nấu cơm, đồ nấu đồ ăn nó cũng tiện. Chị tóc rồi chị. Thôi đừng khóc nữa, giờ có chồng đi cùng là nuôi lo cho con rồi. Ờ, hai vợ chồng cố gắng làm nuôi con nha. Em cứ dạy hoài, lấy gì mà anh đi làm. Này em cho hai vợ chồng 2 triệu mua lấy tiền 2 triệu. Lấy tiền mướn nhà nha, mua sữa cho con nha, đưa cho chồng cầm. Đưa chồng giữ đi, anh giữ đi anh, chứ không chị nhiều khi bỏ lung tung á. Nhớ đi mướn phòng trọ nha. Dạ. Nói em đi mướn liền. Mướn xong em nói cho anh. Dạ dạ dạ. Rồi bây giờ trưa nay hai vợ chồng tính ở đâu? Thì em định đi coi nhà trọ được luôn rồi em muốn... Thôi đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Có gì mà người giúp cho kiếm nhà rồi bắt đầu nuôi bé. Sao mà nói tới cái chữ nhà trọ gì thấy chị khóc à? Ừ. Không, chị khóc chị. Thôi thôi nín đi, nín đi, đừng khóc, đừng khóc. Cố gắng là nuôi cùng chồng nuôi con nha. Đưa anh nhắm con cho. Đưa anh ẩm tí thì chị cho đỡ khó tay chị. Đây thương quá. Bé dễ thương hả? Anh ẩm cho. Quá dễ thương. Mày sáng giờ bé có ăn gì chưa? À có uống sữa. Mới cho uống sữa đã tiền nữa. Dạ dạ. Anh ăn bé cho bé. Vậy là nhà mình một trai một gái đúng không anh? Dạ. Ở đâu rồi? Chị ngồi mình xích cho bên kia phải không? Người ta đi vô nhà rồi kìa. Cầm đồ lên đi chị. Thôi, thôi các bạn ơi, hôm nay thì mình qua đây gặp chị ấy, thì chồng chị cũng đã về và đồng hành cũng như nuôi con cùng với chị ấy. Giờ hai vợ chồng đang đi kiếm nhà trọ các bạn. Cho nên là mình tới mình thay mặt Mạnh Thường Quân giúp cho chị vài triệu để mướn nhà trọ. Thì lần sau nếu mà mình có biết nhà trọ chị ở đâu thì mình sẽ tới thăm cũng như quay lại và chia sẻ đến tất cả các bạn nha. Còn bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc video đây các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip sau nha.